Chào tất cả các em học sinh lớp 8 của trường Chu Văn An. Hôm nay cô sẽ ôn cho các em về kiến thức cũng như bài tập của bài kiểm tra giữa học kỳ 2 nhé. Kiến thức chúng ta có các phần sau, chúng ta sẽ ôn về câu lệnh lập. Có nghĩa là mọi ngôn ngữ lập trình thì đều có cách để chỉ thị cho máy tính thực hiện cấu trúc lập với một câu lệnh. Đó là các câu lệnh lập. Chúng ta có hai câu lệnh lập cơ bản, đó là lập với số lần mà chúng ta đã biết trước, đó là câu lệnh lập for do, và lập với số lần chưa biết trước là câu lệnh lập while do. Đầu tiên, với câu lệnh lập for do như sau. Cú pháp là for biến đếm hai chấm bằng giá trị đầu, to giá trị cuối, do câu lệnh chấm phẩy. Trong đó thì for to do là các từ khóa, biến đếm là biến kiểu nguyên, giá trị đầu và giá trị cuối là các giá trị nguyên, và giá trị đầu phải bé hơn hoặc bằng giá trị cuối. Còn số vòng lặp là chúng ta đã biết trước và bằng giá trị cuối trừ giá trị đầu cộng 1. Đối với câu lệnh lặp while do, lặp với số lần chưa biết trước, có cú pháp như sau. While điều kiện do câu lệnh chấm phẩy. Trong đó thì điều kiện thường là một phép so sánh. Câu lệnh có thể là câu lệnh đơn giản hay câu lệnh ghép. Đối với câu lệnh ghép thì có nhiều lệnh được đặt trong cặp từ khóa begin và end. Đối với câu lệnh lặp for do cũng như vậy. Cách thực hiện của câu lệnh lặp while do như sau. Bước 1 là kiểm tra điều kiện. Bước 2, nếu điều kiện đúng thì câu lệnh được thực hiện và quay trở lại bước 1. Còn nếu điều kiện sai thì câu lệnh sẽ bị bỏ qua và việc thực hiện lệnh lặp kết thúc. Đối với cái câu lệnh lặp for do hay while do, for do là lặp với số lần đã biết trước, while do là lặp với số lần chưa biết trước. Ví dụ như chúng ta tính tổng của các số từ 1 đến n, thì đó là chúng ta đã biết trước số lần lặp là n lần. Còn bây giờ đi tìm số n để cái tổng nó lớn hơn một cái giá trị cụ thể nào đó, chẳng hạn, thì chúng ta chưa biết chúng ta lặp bao nhiêu lần, chúng ta sẽ thực hiện câu lệnh lặp là while do. Bây giờ cô sẽ qua phần bài tập. Bài tập 1 là điền vào dấu ba chấm để hoàn thành các nội dung sau. Các em theo dõi nhé. Đối với câu lệnh lặp for do thì for biến đếm hai chấm bằng giá trị đầu, to giá trị cuối, do câu lệnh chấm phẩy. Còn câu lệnh lặp while do, while điều kiện do câu lệnh chấm phẩy. Câu lệnh ghép là nhiều lệnh đặt trong cặp từ khóa begin và end. Số vòng lặp trong câu lệnh lặp for do là biết trước và bằng giá trị cuối trừ giá trị đầu cộng 1. Mọi ngôn ngữ lập trình đều có cách để chỉ thị cho máy tính thực hiện cấu trúc lặp với một câu lệnh, đó chính là câu lệnh lặp. Và hoạt động của câu lệnh lặp while do thì chúng ta thấy là bước 1 là kiểm tra điều kiện. Bước 2 là nếu điều kiện đúng thì câu lệnh được thực hiện và quay trở lại bước 1. Còn nếu điều kiện sai thì câu lệnh sẽ bị bỏ qua và việc thực hiện lệnh lặp kết thúc. Bài số 2, chúng ta sẽ chọn mỗi nội dung ở cột A với nội dung thích hợp ở cột B và chúng ta điền vào cột A cộng B. Các em thấy for to do là các từ khóa 1C, biến đếm là biến kiểu nguyên 2E, giá trị đầu, giá trị cuối là các giá trị nguyên 3A, điều kiện thường là một phép so sánh 4F, câu lệnh có thể là câu lệnh đơn giản hay câu lệnh ghép 5D, for do là câu lệnh lặp với số lần đã xác định 6G. While do là câu lệnh lặp với số lần chưa xác định 7H. 8. Câu lệnh ghép được đặt trong cặp từ khóa begin và end 8B. Như vậy là cô vừa mới hướng dẫn xong bài số 2. Chúng ta qua bài số 3, đánh dấu X để xác định câu lệnh lặp đúng hay sai. Chúng ta có 10 câu. Rồi, bây giờ cô sửa nhé. Câu A, giá trị đầu không phải giá trị nguyên. Câu B, giá trị đầu lại lớn hơn giá trị cuối. Câu C, đúng. Câu D, thiếu dấu hai chấm. Câu E, sai. Giá trị cuối không phải là giá trị nguyên, thiếu dấu bằng, bởi vì ở đây phải là một cái phép gán. Câu F, sai. Ở chỗ là phép so sánh lại có dấu hai chấm. Câu G đúng.
Câu H sai ở chỗ thiếu dấu hai chấm ở chỗ phép gán. Câu Y đúng. Và câu K thiếu dấu hai chấm ở chỗ phép gán. Chúng ta qua bài số 4. Điền vào dấu ba chấm để hoàn thành cái bài toán sau. Câu A là cho biết điều kiện và câu lệnh của câu lệnh lập sau, tương tự với câu B. Câu C là tìm số n để tổng các số từ 1 đến n lớn hơn 1.000. Còn câu D là cho một cái câu lệnh lập for do. Người ta hỏi là biến đếm giá trị đầu, giá trị cuối và số vòng lặp là bao nhiêu. Cô hướng dẫn giải nhé. Như vậy while điều kiện do câu lệnh chấm phẩy. Như vậy thì điều kiện là a lớn hơn 5, câu lệnh là a 2 chấm bằng a trừ 1. Điều kiện của câu B là a bé hơn 5, câu lệnh là a 2 chấm bằng a cộng 1 chấm phẩy. Câu C ở đây nó là một cái câu lệnh ghép cho nên chúng ta phải thêm vào begin và end. Câu D biến đếm ở đây là biến y, giá trị đầu là 2, giá trị cuối là 20, số vòng lặp là 20 trừ 2 cộng 1 sẽ bằng 19. Bài số 5. Điền vào dấu 3 chấm để được đoạn chương trình đúng của các bài toán sau. Câu A là tính tổng các số từ 1 đến 5. Câu B là tính tích các số từ 1 đến 10. Câu C là tính tổng các số từ 1 tới n. Cái tổng đó nó tìm số n để tổng các số từ 1 tới n lớn hơn bằng 23. Và câu D là tìm số n để tích từ 1 tới n lớn hơn bằng 110. Chúng ta cùng coi nhé. Như vậy ở đây tính tổng từ 1 tới 5 cho nên y 2 chấm bằng 1 thu 5. Tổng sẽ bằng tổng cộng y. Tích từ 1 tới 10 thì y 2 chấm bằng 1 thu 10. Tích bằng tích nhân y. Ở đây chúng ta quan tâm đến cái chỗ tổng này. Tìm số n để tổng lớn hoặc bằng 23 thì khi nào chúng ta đi tìm cái điều kiện sẽ ngược lại với cái đề bài. Cho nên tổng lớn hơn hoặc bằng 23 thì trong khi tổng bé hơn 23 chúng ta mới đi tìm cái con số n đó. Và đây là n tăng lên một đơn vị. Tương tự như vậy, tìm số n để tích lớn hơn hoặc bằng 110 thì khi nào chúng ta đi tìm khi tích bé hơn 110 chúng ta mới đi tìm. Bài số 6. Viết chương trình sử dụng lệnh lập while do để tính trung bình của n số thực x1, x2 cho đến xn với các số n và x1, x2 cho đến xn được nhập từ bàn phím. Thì chương trình này chúng ta đã thực hành rồi. Chúng ta có biến n, biến đếm kiểu integer, biến x, biến tb là kiểu real. Đầu tiên chúng ta sẽ nhập vào số n. Và trong khi cái biến đếm bé hơn n thì chúng ta tăng biến đếm lên 1. Cứ mỗi lần mà chúng ta tăng biến đếm lên 1 thì chúng ta nhập vào một con số. Có nghĩa là biến đếm này nó sẽ đếm từ 1 cho đến n. Mỗi lần nhập vào con số chúng ta sẽ được cộng dồn vào cái tb. Sau cùng chúng ta lấy biến tb chia cho n. Bởi vì tb chúng ta khai báo kiểu real cho nên có 2.5 và 2.3 ở đây. 5 là độ rộng của con số chúng ta căn theo lề phải và 3 là số con số sau phần thập phân. Bài số 7. Sử dụng câu lệnh lập for do trong Pascal để thể hiện các nội dung sau. In ra màn hình 5 lần họ và tên học sinh có xuống dòng. In ra 4 lần ngày tháng năm của ngày hôm nay có xuống dòng. In ra 3 lần tên môn học yêu thích có xuống dòng. Ví dụ như bạn Hoa Thần Vũ, bạn ngày hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm 2021, môn học yêu thích là môn tin học. Thì chúng ta sẽ coi coi chúng ta làm như thế nào nhé. Để in ra màn hình 5 lần họ và tên học sinh với điều kiện là có xuống dòng, chúng ta sẽ làm như sau. For y 2 chấm bằng 1 to 5 do Ryland Hoa Thần Vũ. In ra 4 lần. For y 2 chấm bằng 1 to 4 do Ryland. Cái ngày hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm 2021. Chúng ta lưu ý chỉ có một dấu nháy thôi nhé. In ra màn hình 3 lần tên môn học yêu thích nhất. Chúng ta for y 2 chấm bằng 1 to 3 do Ryland tin học. Rồi ví dụ bạn học sinh tên Hoa Thần Vũ sinh ngày hôm nay là ngày 26 tháng 3 2021, môn yêu thích là môn tin học, thì chúng ta thấy in ra như thế này nhé. Như vậy là cô vừa mới ôm lại
cho các em những cái kiến thức mà chúng ta đã học qua về câu lệnh lặp, câu lệnh lặp for do cũng như là câu lệnh lặp while do. Chúng ta xem video nhiều lần để hiểu bài, làm các bài tập 1 đến 7 trong video và chúng ta học thuộc bài nhé. Chúc các em ôn tập và làm bài thật tốt. Chào tất cả các em.